chào mừng bạn trở lại với Chuyện Lạ Kỳ. Stephen Hawking cho rằng, người ngoài hành tinh có thể sẽ tấn công trái đất, nhưng những nhà khoa học này vẫn gửi đi thông điệp tìm kiếm họ. Chúng ta có phải trả giá hay không? Stephen Hawking, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, đã từng cảnh báo rằng, con người có thể tìm kiếm, nhưng không nên tìm cách liên lạc với những nền văn minh bên ngoài trái đất. Ông lo ngại rằng, một cuộc xâm lăng quy mô khủng khiếp sẽ xảy ra nếu như có sự chênh lệch quá lớn về công nghệ, giống như cách người châu Âu đã từng làm sau khi tìm ra châu Mỹ. Nhiều nhà khoa học không đồng tình với dự án này, trong đó có giáo sư Stephen Hawking. Nếu người ngoài hành tinh đến gặp chúng ta, kết quả sẽ giống như khi Columbus đặt chân lên châu Mỹ. Kết quả của sự việc ấy không được tốt đẹp lắm cho người Mỹ bản địa. Coi thường các cảnh báo, trái đất vẫn gửi thông điệp đến người ngoài hành tinh. Một nhóm các nhà khoa học tiết lộ vừa gửi đi một thông điệp chi tiết tới một hành tinh lân cận, với hy vọng liên hệ được với người ngoài hành tinh. Họ cũng hy vọng sẽ sớm gửi thêm một thông điệp khác trong thời gian sớm nhất. Theo IPCC, dự án này có tên gọi Sona Calling G273B, được điều hành bởi tổ chức Sona. Sona cũng đã tìm kiếm cả sự trợ giúp từ METI International và Viện Nghiên cứu Vũ trụ Catalonia. Vào ngày 16, 17 và 18 tháng 10 năm 2017, nhóm các nhà khoa học đã gửi đi một chùm tín hiệu sử dụng anten của EISCATER, một trạm dây đa công suất lớn, đặt tại Tromsø, Na Uy. Chùm tín hiệu này đã được công bố lần đầu tiên vào hôm 17 tháng 11. Những thông điệp được gửi tới một ngoại hành tinh là hành tinh quay quanh một ngôi sao khác, mang tên G273B. Đây là một siêu trái đất có kích cỡ gấp 2,9 lần kích cỡ hành tinh của chúng ta. Hành tinh này quay quanh quỹ đạo vùng sự sống, Jupiter Bajon, của ngôi sao chủ của nó. Ngôi sao này được biết đến với tên gọi sao Lui Tên, hay GJ273, một ngôi sao luồng đỏ ở vị trí khoảng 12,45 ánh sáng so với trái đất. Nếu quả thực có sự sống ở đó, chúng ta có thể mong chờ nhận được câu trả lời từ họ trong 25 năm nữa. Douglas Vatok, chủ tịch của tổ chức METI, chia sẻ cùng EFF Science như sau: chúng tôi đã chọn sao Lui Tên, cũng có tên gọi khác là GJ273, vì nó là ngôi sao gần nhất có thể thấy được từ bán cầu Bắc, nơi mà có một ngoại hành tinh có vùng sự sống trong quỹ đạo. Đây không phải là lần đầu tiên các nhà khoa học gửi đi một thông điệp giữa các vì sao. 43 năm trước đây, thông điệp Arecibo nổi tiếng đã được gửi đi, với hy vọng có thể liên hệ tới cuộn sao cầu M13, nơi mà có khoảng cách 25.000 năm ánh sáng với trái đất. Một phản hồi từ bất kể một hành tinh nào nơi đó cũng phải mất tới 50.000 năm, nên thông điệp lần này hướng tới việc đẩy nhanh quá trình lên đôi chút. Thông điệp được gửi đi bao gồm cả những mẫu tin hữu ích về trái đất. Những mẫu tin này có thể giúp bất kể một trí tuệ ngoài hành tinh nào cũng có thể nhận thức được rằng con người chúng ta tồn tại. Bác Ốc nói thêm, dự án này sẽ kiểm nghiệm giả thuyết vườn thú. Trong giả thuyết đã nói rằng, có thể những nền văn minh ngoài trái đất ở gần chúng ta hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Thậm chí có thể họ ở ngay quanh một ngôi sao gần nhất, và họ đang theo dõi chúng ta, như cách mà chúng ta theo dõi những con thú ở trong sở thú vậy. Trong một viễn cảnh thực tế hơn, khi mà sự sống thông minh hiếm có trong ngân hà, chúng ta có thể cần gửi tín hiệu tới hàng ngàn hoặc hàng triệu ngôi sao trước khi chúng ta nhận được sự đáp trả. Thông điệp gửi đi bao gồm 33 đoạn nhạc, mỗi đoạn dài 10 giây, được đặt riêng cho dự án. Nó cũng bao gồm cả cách giải toán và khoa học từ đơn giản đến phức tạp, được tạo bởi METI để cho thấy trí tuệ của chúng ta. Ví dụ, nó mô tả các đặc tính cơ bản của sóng điện từ bằng cách chỉ ra tần số và hướng của sóng radio. Thông điệp được truyền đi 9 lần trong vòng 3 ngày, để chắc chắn rằng bất kể người ngoài hành tinh nào khi bắt đầu nghe thấy, đều có thời gian để khẳng định được tín hiệu đó đến từ hành tinh của chúng ta. Phần khoa học trong thông điệp cũng bao gồm cả đồng hồ vũ trụ, để theo dõi thời gian trôi qua suốt 3 ngày truyền tín hiệu. Mục đích của việc này là để cho người ngoài hành tinh thấy được chúng ta tính thời gian ra sao, và giúp họ nhận ra chúng ta là có thật. Bác Ốc nói, nếu có nhà thiên văn học nào đó trên G273B phát hiện được tín hiệu của chúng ta, họ sẽ cần theo dõi để khẳng định rằng nó là nhân tạo và không được tạo ra bởi tự nhiên. Chúng ta truyền đi thông điệp của chúng ta trong 3 ngày liên tiếp, gửi ra ngoài trái đất một cơ hội để lặp lại những quan sát. Vào tháng 4 năm 2018, kế hoạch tiếp theo là gửi thông điệp khác, với nhiều thông tin hơn nữa về sự am hiểu khoa học của chúng ta tới ngôi sao này. Thông điệp thứ hai này sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 6 năm 2043, để cho người ngoài hành tinh biết được chúng ta chờ nghe một câu trả lời từ bọn họ sau 25 năm, sắp xỉ thời gian cho sự truyền tín hiệu khứ hồi. Dù cho có ai ở ngoài vũ trụ bao la kia hay không, không kể đến hành tinh cụ thể này, đó vẫn chỉ là suy đoán của con người. Nhưng những dự án như thế này luôn là một chủ đề được bàn tán sôi nổi, và bạn sẽ chẳng bao giờ biết được ngày chúng ta sẽ nhận được câu trả lời mà chúng ta mong đợi, sẽ không còn quá xa vời. Theo Nhật Minh của Đại Kỷ Nguyên, cảm ơn bạn đã xem.
đăng ký để ủng hộ kênh bạn nhé. Chúc bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.